Và sáng mưa quá, tưởng tí nữa lại mưa nhưng bây giờ hóa ra lại tạnh. Đây cây của mình nay mang đi hết rồi. Hay là à cái của ông Hưng à. Ông Hưng này. Du. Du. Cao độ được khoảng độ 1m6. Bỏ cái ghế kia đi. Đấy, đến chợ thì sáng nay tưởng mưa rồi. Đang lên đi bán. Phải là một lúc nữa mới lên được. Bây giờ nó chưa lên ngay được. Bây giờ quả cái dù này 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Cái dù dưới kia 1,5 triệu. 1,5 triệu. Còn cây nào kia kìa. Cây xanh to gì? Đó, ta quay đi. Bao nhiêu cứ có nói thì tí nữa quay chi tiết. Cây xanh đấy vì 5,5 triệu mà. À 5,5 triệu. Thế là được biết rồi, tí nữa quay chi tiết quay sau. Đi. Rồi. Khó chứ. Tí nữa lại phải hỏi mệt. Đấy, chủ thì cứ ngồi uống nước kia hỏi ai biết được. 2,5 triệu. Đã rẻ giật mình đấy. Đấy, nhìn cao bằng quán này luôn. Đừng quên, 2,5 triệu. Cái đồ bé con này. Con chơi chỉ chơi được bé thế thôi chứ to rồi chị. To rồi, đây đi về lại mệt lắm. Đấy này. Mùa này đang lộc lá ghê nhưng mà mùa này có bị ốc sên ấy. Rất là phiền ấy, nếu một cái cây nào ví dụ cây xanh mà cắt chọc lóc mà mấy cái mầm mà nó ăn mất thì tốt ruột lắm. Chờ mãi mà cái mầm nó ăn sạch. Kiểu rất là khó chịu rồi. Cái mùa này, mùa sinh sôi mà thì cây cối sinh sôi thì côn trùng phá hoại tự sơ cũng này mà theo. Đấy, ở phía dưới. 1,5 triệu. Ở đây có quả này. Đó, nhìn này. Quả đấy. Dưới có quả đấy. Đấy, thì lu. Ui dồi, mất nét. Đây, cái này 5 triệu đây. Ờ. À, phẫu. Có một giọt phẫu ở đây. Phẫu này bè rồi. Số cây mà xanh xi thì nó dễ lắm. Ok. Hồ quá. Phải là 5 triệu. Không phải ngu. Không phải ngu. Phẫu phát đây gần liền. Dáng rất thì được nhưng mà dáng rất thì được nhưng chi tiết thì thích. Người kia 5 triệu. Kích nó vào đây xem. Không bề thế lắm chứ mà vẫn rất ổn. Chọn chi tiết thì không hơn. Mưa tiếp ấy chứ. Trời này còn mưa tiếp. Trời còn mưa chắc. Mưa chỉ đổ đỡ phải tưới cây thôi. Mưa này mát cây mà khỏe cây lắm. Chứ tưới nhiều khi không tốt bằng. Đấy, rồi. Xanh.
đây à? Hàng của mình đây hay là ở kia? Đây tôi có mấy cây. À được. Mùa hoa mai thơm quá nhỉ. Đấy cái cây bể cổ này đây đúng không? Đây. Cái này là bao tiền này? 2 triệu. Đấy được cả bể cổ luôn. Bể cổ luôn. Dáng dấp. Cây hoàn thiện rồi, đến chơi thôi. Đẹp. Thơm lắm, mùa này trời mải sướng luôn. Uống trà, ngửi hoa ngắm cây. Không ngửi thấy mùi thơm người trên phim nữa. Đang rộ hoa tầm hoa bên vết hoa được tuần này rồi. Đấy lại nó lại cứ tàn nó lại nở cái khác. Nãy rồi. Thế là mùa hoa. Quay qua đây. Hàng mới về à? Cuối. Giờ mới cho ra. Chắc người gửi trong kia. Người. Ra mấy cái này hôm trước có rồi. Trước cứ rồi. Đấy. Còn định chợ đấy. Mua ở nhà vườn có mà hàng chục triệu. Đúng không? Mặt sau thì cũng đẹp. Đẹp lắm. Hai mặt như nhau mà. Còn định chợ rồi. Còn định chợ rồi. Hết trời đi. Vâng, đã được nghỉ rồi. Vườn này nhà này có cái sung to thế. Vâng, cây đẹp, ổn định chậu rồi. Tán bông đầy đủ rồi. Đấy. Còn những cái này thì rẻ hơn. Cổng. Những cái này thì rẻ hơn. Đấy. Rồi, để đi với em đi lượt. Đây là... Đây là cây của ông nào tị cho nhỉ? Hết cả hoa. Chó chạy luôn hết cả hoa. Ô nay không mang cây gì à anh? Không rồi. Nay không mang cây gì đi à? Không. Nghe rồi em ơi. À đây là răng răng tím. Răng tím. Bây giờ anh chưa về anh chỉ bán ra mà ngoài chợ mà. Chả biết. Vâng, chả biết của... Tôi nói gì, tôi chả nghe thấy cái gì cả. Mình bao nhiêu? Vâng, ngăn thú tìm. Cái này toàn hàng ấy nhỉ? Ninh dành này. Các bố cứ ngồi ăn sáng như kia, chịu chả biết giá cả. Nhiều khi các bác cứ bảo là hỏi, sao không hỏi giá cứ lầm nhầm mình, nhưng nó là tùy lúc ví dụ các bố ngồi đây thì nó hỏi dễ. Các bác kia. Cây này kinh nhé. Ô tô cho tông nát tít. Cho chật hẹp ạ. Trong cái dòng này nó cũng có nhiều dòng khác, đúng là tứ phẩm công việc. Thấy anh em bảo là
Ngọc Anh thì nó hoa nó thơm, Ngọc Bút thì lá to hơn mà hoa nó cũng thơm. Tây miền Nam dạo này ông thấy thế ông tỉ ông cứ ok hiểu như miền Nam bán lên chị anh ơi đây. Hôm qua anh nhìn thấy một cây hoa giấy của ông ngày xưa nghệ thuật đấy ở nhà vời vời nhận mua được không có thể mua cây vời đã lúa rồi sao vời vời thơm lắm nhỉ, hoa như sao đẹp thơm. Đây này nghệ thuật ghê đấy. Ông bán cho mình đúng không? Bán cho sĩ. Bán cây cũng phải bán triệu mấy. Bán cho sĩ 1,5 triệu. Lại phải lỗ. Tối. À đổi. À đúng. Tối ăn có cơm. Chúng là nó bán vời vời luôn. Mua 600 bệnh nhân, còn giờ là lúa thục mẹ, thục gốc tung gốc tung gốc, nhưng mà nó là mẹ, nhưng mà giờ nó chỉ được mua cái tay hoành thế này thôi, còn cái tay ngang này chọn lên đây rồi ngọn làm đéo có gì nữa, giờ một tay hoành này ra nó khắc khe, một cái tay ngang này được que tay nó mệt, cái mọt lệch mẹ mệt. Găng tú là bao tiền này chú? Ơi găng tú bao tiền đấy? Găng tú 6 triệu. 6 triệu đấy nha. Đẹp đấy. Lá nhỏ tí rồi. Có hoa có quả. Tôi nhìn tôi biết ngay rồi, nên cái này có cái. Bán cho sĩ, bán cho nó rẻ mà. Đây là khu vực đấy, mai nhất này, mùa mai này. Lô này chỉ có anh quanh 1 triệu, còn có thể được rẻ hơn. Mà tôi lấy cái này. Thơm, cho bác mới chỉ ra là thơm đấy. Nếu biết mai thủy rồi. Thơm lắm, thơm vô cùng. Mùa ở đúng mùa hoa. Triệu 2 nào. Nhưng mà chỉ cái được còn được 12 chốt, giờ mất được 2 chốt thôi, vất vọng thôi. Rồi, để đi sang khu vực Hiền Minh này.